Thu Hà mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi cuốn sách Có một mặt trời không bao giờ tắt, chương 5, Thư ký Tổng Giám đốc. 4 năm trong môi trường làm việc thân thiện, công việc đòi hỏi phải tìm hiểu mọi mặt cuộc sống cùng với sự dìu dắt tận tình của những anh chị đi trước đã mang lại cho Lý cơ hội trau dồi tiếng Nhật cùng với người Nhật bản xứ, giúp cô có vốn ngoại ngữ tương đối vững vàng, từ một nữ sinh mới ra trường rụt rè nhút nhát. Lý trở nên tự tin khi sử dụng tiếng Nhật. Sau quá trình nỗ lực, đầu năm 2007, Lý chính thức được đề bạt vào vị trí thư ký kiêm thông dịch viên cho Tổng Giám đốc người Nhật. Các anh chị em ơi, từ hôm nay, Lý sẽ đứng cạnh bác Kobayashi vào mỗi buổi họp để thông dịch cho mọi người. Mong anh chị em góp ý giúp đỡ để công việc của chúng ta ngày một tốt hơn ạ. Lý phát biểu trước toàn thể nhân viên và tiếp nhận công việc mới. Lý có vẻ hợp với vai trò thư ký này lắm. Bác Kobayashi là người Nhật hội tụ đầy đủ tính cách đặc trưng người Nhật. Ông rất đúng giờ, chỉ biết thông thạo mỗi một ngôn ngữ là tiếng Nhật, và một nét đặc biệt là ông rất cổ lỗ. Và Lý dường như tìm thấy điểm chung ở người cấp trên đặc biệt này, một phong cách rất riêng, rất Kobayashi, đó là bảo thủ. Ông trang bị cho nhân viên mỗi người một máy hình kỹ thuật số, độ phân giải cao, nhưng bản thân vẫn gắn bó với chiếc máy chụp bằng phim thời trung đại. Và rồi, sợ nhất là đi tìm chỗ sửa chữa, thay thế phụ tùng cho chiếc đầu video chiếu băng từ thời Bảo Đại tại ngôi. Model này xưa quá rồi, không còn nơi nào sửa được đâu em. Đây là lần từ chối thứ ba cho việc ôm cái dụng cụ lạc hậu này đi sửa. Lý cười và lại toàn ten cái đầu máy ra khỏi cửa hàng. Trong những trường hợp như vậy, Lý không những không gắt lên theo đúng bản tính nóng nảy của mình, mà vẫn kiên nhẫn nhờ anh Trung tài xế chở đi hết con phố nọ đến ngõ hẻm kia để tìm nơi phục hồi chất lượng cho mấy món đồ của bác Kobayashi. Bởi bản thân cô cũng là người tiền sử, chung thủy chứa chan với những thứ cổ lỗ sĩ. Dạ Lý ơi, làm thư ký rồi lại còn ăn mặc đẹp thế kia, thôi thì bán cái xe máy cũ này cho anh và đổi lấy xe tay ga đi cho nữ tính thời trang nữa chứ. Anh Trung tài xế gợi ý. Anh định trả cho em bao nhiêu để lấy con ngựa sắt này? Lý vừa cười vừa hỏi, tay mân mê chiếc xe Jupiter màu xám bạc không còn mới, khoảng 8-9 triệu gì đó, để anh xem kỹ lại. Anh Trung nói thật lòng. Thôi khỏi cần coi ngó gì hết, đưa 8 triệu, em nhường lại cho anh cái bánh xe. Lý phá lên cười và rồ máy chạy vọt đi. Bao năm gắn bó với công việc này, Lý coi công ty như là nhà, các đồng nghiệp như tay chân. Nhưng bản tính bảo thủ và nguyên tắc cứng nhắc của Lý không hề thuyên giảm, lại thêm một câu chuyện nực cười cho cái tính khí đặc biệt vốn có này của cô nàng. Hôm ấy phát sinh vấn đề lớn về chất lượng, việc giải quyết không dừng lại ở anh Gioia mà phải nhờ vào sự can thiệp của bác Nimura. Lý tham gia buổi họp với vai trò thông dịch viên chính, và vấn đề ấy nhằm ngay phần quản lý của anh Lộc, nên anh cũng có mặt. Suốt buổi họp, anh Lộc không tập trung vào nội dung họp mà cứ lo nhìn Lý, làm buổi họp kéo dài đến hơn 7 giờ tối. Sáng đó, Lý lại đón xe buýt đi làm chứ không đi xe máy. Họp xong rời gót hồng khỏi công ty thì chuyến xe cuối cùng cũng đã rời bến. Đang loay hoay với cái túi rỗng vì hôm nay dậy trễ, quên đem theo tiền mà không có đồng nào thì làm sao đi taxi? Anh Lộc chờ tới và quan tâm. Lên đây anh trở về chứ giờ này hết xe buýt rồi. Anh ta tỏ ra ga lăng. Ngập ngừng một lúc, Lý nói. Anh gọi giùm em chiếc taxi và cho em mượn 50 ngàn. Rồi anh theo sau về nhà em trả tiền. Nhà em gần đây thôi, để anh gọi giúp em, chờ anh tí. Anh Lộc ỉu xìu. Cảnh tượng thật khôi hài. Lý chẳng thà mượn tiền để đi taxi, để anh Lộc chạy đuổi theo, chứ nhất định không ngồi sau cho anh Lộc trở về. Lý đúng là Lý, đã có lợi rồi thì không Lộc gì nữa hết. Sáng hôm sau đến công ty, một tấm hình chụp Lợi và Lý tay trong tay tại tượng đài Bác Hồ trước khách sạn Rex, được đặt trang trọng tại vị trí bắt mắt trên bàn làm việc. Phải chăng cô muốn nói rằng, xin lỗi, tôi đã có người yêu? Và cũng sau hôm đó, cái dáng cao gầy,
hơi cổ lỗ xuất hiện nhiều hơn trước cổng nhà máy chiều tan tầm. Có lẽ ông trời thương cho chàng trai xứ Huế, bởi cự ly xa quá nên công ty anh rời văn phòng từ quận nhất sang quận 12, gần chỗ Lý làm. Nhà máy Tân Uyên đang từng bước hình thành nên vấn đề về công quỹ nhiều việc cần xử lý. Nào là phí vật tư xây dựng, nào là thuế đất. Ôi thôi đủ cả, chị Huệ đi để lại bầy em thơ. Đoàn Ngân Lượng vất vả với bao giấy tờ thu chi, lương bổng vừa trên văn phòng, vừa dưới nhà máy mới. Đoàn Ngân Lượng, đầu giờ chiều chúng ta xuất phát đi Tân Uyên nhé. Bác Kobayashi vừa chỉ thị rằng cần thông tin khoản mục trang trí vườn cây cảnh trên lối vào và xung quanh nhà máy mới. Cơm nước xong, Đoan không nghỉ trưa như mọi ngày mà lên xe cho bác Nimura chở đi Tân Uyên. Một điểm đặc biệt ở bác là bác chỉ có thể tự lái xe hơi ra khỏi Sài Gòn chứ không điều khiển được bất cứ phương tiện giao thông nào trong nội thành. Xuôi theo sự cố gắng và nỗ lực của cả một tập thể, nhà máy Tân Uyên dần đi vào ổn định và rồi trâu về hợp phố. Anh Akiko tiếp tục công việc cũ tại Sài Gòn và anh Kawamoto quay lại nhà máy mới ở Tân Uyên, công việc cứ thế trôi. Bản hợp đồng Kurogane đã có chưa Vinh? Sao lâu vậy? Em gọi qua dục phòng kinh doanh bên nhà máy đi. Lý lại nóng nảy thôi thúc Vinh. Vinh là nhân viên mới vào, em thay thế vị trí trợ lý cho Akiko của Lý lúc trước. Vinh vừa tốt nghiệp khoa tiếng Nhật trường Đại học Dân lập Ngoại ngữ và Tin học, chưa có kinh nghiệm, mà Lý thì như cục than rực lửa, làm Vinh bị ảnh hưởng luôn. Sao bên đó rảnh dữ? Đã nói là đầu giờ chiều sẽ chuyển bản hợp đồng Kurogane qua mà cứ hối hoài, hợp đồng mấy trăm ngàn đô la chứ có phải mua tờ báo đâu mà nói có là có liền. Anh bảo, trưởng bộ phận giá bực bội dập điện thoại khi nghe Vinh nhắc. Vinh lè lưỡi, đóng máy và quay sang tường thuật lại cho Lý nghe. Lý cũng lè lưỡi và cả hai tiếp tục đợi. Akiko theo dõi và thắc mắc. Có chuyện gì vậy? Lại bị anh bảo nhăn nhó hả? Akiko nói đơn giản thế. Em có hiểu không Vinh? Lý không trả lời Akiko ngay mà hỏi Vinh. Dạ cũng hiểu sơ sơ. Vinh yếu ớt trả lời. Chợt cái cảm giác rụt rè hồi hộp ngày nào trở về trong tâm trí Lý. Cô quay sang nói bằng tiếng Nhật với Akiko. Tính khí thất thường của anh Bảo thì chúng ta quen rồi, nhưng Vinh mới vào công ty. Anh Akiko nhớ chỉ cho em nó nhé. Nhờ anh hướng dẫn mà hôm nay Lý mới đứng đây nói được những câu này. Cảm ơn anh thật nhiều. Văn phòng từ khi vắng chị Huệ dường như thiếu thiếu cái gì, mà cũng dễ hiểu thôi. Bao năm có chị có em rồi, giờ xuất giá tổng phu, dĩ nhiên để lại nỗi nhớ cho mọi người. Sáng nay lên công ty, Lý nhận thêm một thông tin nóng hổi. Chị Trâm chuẩn bị lên thăm chị em, nhân tiện phát thiệp hồng, chú rể không ai xa lạ mà là anh Akiko. Nga thông báo. Hèn chi, cô ta nhất định thôi việc không một lời giải thích. Hai người này ghê thiệt, chơi trò lù khù vác cái lu chạy. Lý cười lớn vì vừa hiểu ra một bí mật. Thời gian trước, người có khả năng tiếp nhận vai trò thư ký cho bác tổng khi chị Huệ theo chồng là chị Trâm. Nhưng chị nhất định từ chối và gửi đơn xin nghỉ việc sau đó không lâu. Và rồi, tấm ảnh kia lại thiếu đi một nàng tiên. Đến hôm nay thì mọi thứ đã rõ. Nàng tiên ấy chuẩn bị về làm dâu xứ Phủ Tang. Đám cưới của anh Akiko và chị Trâm thật sự là một tin hấp dẫn với cả văn phòng. Cô gái Việt Nam đã được học qua trường lớp về ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản, sánh duyên cùng chàng thanh niên Nhật Bản tại Việt Nam, mặc dù đã được vợ giải thích về sự khác biệt văn hóa giữa hai dân tộc, nhưng Akiko vẫn không khỏi ngạc nhiên, pha lẫn buồn cười. Hôm nay anh và Trâm đi chụp hình mắc cỡ. Akiko lí nhí, hình mắc cỡ là nguyên văn tiếng Nhật mà anh Akiko nói về những tấm ảnh nghệ thuật studio cưới ở Việt Nam hay chụp. Anh nói áo dài Việt Nam thật đặc biệt, trước giờ anh cứ nghĩ chỉ có cô dâu mới được mặc chúng, chứ anh đâu biết loại dành cho chú rể, cái vạt áo dài từ trước ra sau, rồi còn đội cái gì tròn tròn, nặng hơn nón bảo hiểm luôn, một động tác mà phải đứng ẹo qua ẹo lại cả chục lần mới chụp xong một tấm hình, hoàn tất nguyên album cưới theo ý vợ, thì trời tối thui, thân thể rã rời, tới giờ vẫn còn mệt nè. Akiko khổ sở tâm sự. Hi hi,
còn nhiều thử thách lắm, muốn cưới vợ Việt Nam thì phải cố gắng chứ. Chị Thu ra vẻ tự hào. Nhưng em nào có thể giải thích rõ dùm anh phong tục mà mỗi người mang một cái hộp to to màu đỏ này được không? Vừa nói, Akiko vừa mở màn hình máy tính cho chị em xem cảnh rước dâu theo phong tục cưới hỏi Việt Nam. À, đây là sính lễ lúc đón dâu, nghĩa là khi anh đến rước chị Trâm, anh phải lạy tổ tiên, trao 6 cái hộp to to lúc làm lễ. Và ngay từ hôm nay, Lý sẽ tìm giúp anh 6 chàng thanh niên tuấn tú để mang 6 cái hộp này xuống đón chị Trâm. Lý ân cần giải thích, đám cưới chị Trâm được tổ chức tại hai nơi, khách sạn Omni, thành phố Hồ Chí Minh và Hoa viên Hạnh phúc, Long Khánh. Vì khó khăn về việc đi lại, nên các chuyên gia và bạn bè người Nhật chỉ có thể tham dự được buổi tiệc tại Sài Gòn. Xung quanh câu chuyện đám cưới cô thông dịch viên duyên dáng cùng chàng rể đến từ đất nước mặt trời mọc, có biết bao điều thú vị. Câu chuyện đầu tiên như sau. Thiệp mời ghi rõ 6 giờ khai tiệc và 6 giờ thực khách của vị trí đẹp nhất sảnh cưới đối diện sân khấu, nơi ưu ái cho những khách mời người Nhật đã đầy kín người. Một tiếng đồng hồ trôi qua, vẫn chưa có tín hiệu khai tiệc, họ lại tiếp tục đợi. Và rồi 7 giờ 30, MC tuyên bố bắt đầu. Vậy là họ phải chờ gần 2 giờ để được ăn cưới. Tiếp theo khoản mục tuyên bố của MC là tiếng cụng ly 1, 2, 3, rô. Những điều phấn khích đến lạ lẫm so với cái yên tĩnh, không ồn ào của đám cưới Nhật Bản. Sau đây, tôi xin đại diện cho anh chị em công ty chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc qua nhạc phẩm Lâu Đài Tình Ái. Anh Quốc giới thiệu trên sân khấu và phía dưới lại 1, 2, 3, rô. Tiếng nhạc bùng lên, ồn không tả nổi, không ai nghe được ai nói gì, nhưng đó lại là đám cưới rất Việt Nam. Khoác tay vợ đi hết bàn này tới bàn khác, cũng hết ly nọ đến cốc kia. Akiko mệt quá níu vợ hỏi, giờ mình ngồi đâu em? Ngồi đỡ đây đi anh. Chị Trâm chỉ một chỗ còn trống sau sân khấu. Sao ai cũng có chỗ mà mình thì không vậy em? Nhận được câu hỏi này, bản thân chị Trâm cũng buồn cười. Chị quên nói với anh lúc đầu. Nghỉ ngơi một lúc, hai vợ chồng lại ra phòng tiệc. Vừa mở cửa, âm thanh náo động lại vang lên. Có một ai đó đang ngà ngà say đọc thơ mừng hỉ trên khán đài. Vợ chồng chị Trâm đã ra ngoài tiễn khách. Chị kéo tay Lý và anh Lợi vào chụp chung một tấm hình kỷ niệm. Chị nói trong nụ cười hết số. Hai người đẹp đôi thế này, khi nào đứng vào vị trí giống chị đây? Lý bẽn lẽn. Hôm nay cô mặc áo dạ hội màu đỏ, Lợi mặc áo sơ mi caro hiệu Pierre Cardin cũng đỏ. Quần áo của họ đã được Lý chuẩn bị kỹ lưỡng từ khi nhận tin hỉ. Lợi cười, cặp mắt vốn đã rất hí, giờ chẳng thấy tổ quốc đâu. Có lẽ anh đang nhớ lại lời nhận xét của người bạn đồng nghiệp trong chuyến công tác Hồng Kông tháng trước. Ai sắm đồ và sắp xếp hành lý cho mày vậy? Chưa vợ mà được chăm sóc kiểu này, thật ngưỡng mộ quá. Anh khoác vai Lý chụp hình, và phải chăng họ đang thầm mong muốn một ngày không xa sẽ đến lượt mình. Rời tiệc, bác Nimura cùng chị em tiếp tục tăng hai tại quán karaoke Nice trên đường Cộng Hòa. Phố phường Sài Gòn cuối tuần nhộn nhịp thật. Đã hơn 9 giờ tối mà xe cộ vẫn đan nhau, qua được vòng xoay địa cầu để vào quán cũng khá vất vả. Đây rồi, diễm xưa đi. Lâu quá không hát bài này, có bác Nimura ở đây, mình phải khoe mấy món Việt mà người Nhật thích chứ. Thôi thì nghe đỡ Ngọc Thu tra tấn thay Khánh Ly nhé. Chị Thu mở hàng. Lý và Lợi chọn một hồi cũng mò ra được một bài tủ để song ca. Sau đây xin mời quý vị thưởng thức ca khúc bài Thánh Ca Buồn qua sự thể hiện của cặp đôi hoàn hảo. Xin lỗi, cặp đôi màu đỏ. Lý nhí nhố. Sau khi lắng nghe một cách chăm chú, bác Nimura bình luận, ca sĩ nam nên tìm ca sĩ nữ khác để hát chung, cô này chỉ có thể hát bè. Trời, bao năm làm nhân viên tốt, bác nỡ lòng nào đối xử với con như vậy? Lý đấm yêu vào vai bác. Hát hò chán chê xong, bác Nimura đưa cục tiền có giảng cộng dây thun theo thói quen của bác cho Lý muốn làm gì thì làm. Vậy đó, party ăn theo đám cưới chị Trâm đã kết thúc trong hân hoan và buồn ngủ. Tiệc mừng cưới của chị Trâm và anh Akiko
tại Omni đã xong, nhưng văn phòng vẫn rất rộn ràng cho lễ rước dâu tại Long Khánh cuối tuần này. Sáng chủ nhật, Lý dậy thật sớm, diện bộ váy tím mặn mà, trang điểm nhẹ nhàng và đi xe máy qua nhà Akiko. Đó là căn nhà nhỏ xinh xinh, khang trang, không quá xa nhà Lý. Có thể nói, đây chính là lâu đài tình ái như anh Quốc đã hát tặng anh chị trên bước đường đắp xây hạnh phúc. 7 giờ, chị em tập trung đông đủ, có cả đội quân tuấn tú, trang phục chỉnh tề, phụ trách mảng trao 6 cái hộp tròn tròn màu đỏ nữa. Dọc hai bên đường là những vườn chôm chôm đỏ kín một góc trời, thấp thoáng những nhành măng cụt dễ thương. Long Khánh đây rồi, bảy tiên nữ xếp đối diện cùng 6 chàng thư sinh nhận xính lễ. Cô dâu e ấp trong tà áo dài Việt Nam, chuẩn bị ra mắt họ hàng. Lý cũng hồi hộp không kém, bởi một vai trò mới toanh, thông dịch viên đám cưới. Chúng tôi, phụ huynh cháu Akiko đến từ Osaka, Nhật Bản, xin kính chào mọi người. Do nguyên nhân khách quan về khoảng cách địa lý cũng như khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ, mong quý vị thông cảm, bỏ qua những sai sót, hiểu lầm nếu có của chúng tôi. Ba anh Akiko phát biểu và lễ rước dâu được tiến hành theo đúng tục cưới hỏi Việt Nam. Akiko cứ răm rắp copy những động tác của vợ. Nhưng cái khoản lạy tổ tiên là khó nhất, vì chị Trâm cứ cúi xuống, rồi lại ngẩng lên. Akiko làm theo không kịp. Và rồi đến lúc trao xính lễ và của hồi môn, thì anh lúng túng không biết tính sao với một số vàng đáng kể vừa nhận được từ họ nhà gái. Anh quay qua hỏi vợ: "Vàng này cho mình hết hả em? Nhiều lắm đó." "Đúng rồi, anh cứ giữ cẩn thận, em sẽ giải thích sau." Chị Trâm nói nhỏ. Lễ rước dâu kết thúc, cũng là lúc chàng bao tử lên tiếng, mọi người kéo nhau ra hoa viên hạnh phúc và tiếp tục 1, 2, 3 dô. Sau khi theo chân Akiko đến Long Khánh rước dâu, văn phòng công ty lại trở về không khí làm việc thuở nào. Giờ cơm trưa, chị Thu vẫn thực hiện nhiệm vụ cao cả là đặt cơm hộp qua điện thoại cho mọi người. "Thực đơn này bà con, cá lóc kho tộ, thịt kho hột vịt, tôm diêm mặn, khổ qua xào trứng, mại rô, mại rô." Chị Thu giao: "Em ăn cơm cung đình với bác Kobayashi rồi, ăn nhà hàng ngon tuyệt, có gì về em kể lại nghe nha." Ha ha, Lý cười lớn. Mỗi lần bác Tổng qua Việt Nam là Lý không ăn cơm hộp cùng chị em tại văn phòng, mà lang thang khắp nơi cùng bác. Khi thì một món lẩu tôm ven sông trên đường đi thăm nơi cung cấp nguyên liệu thô, lúc lại ghé vào một nhà hàng sang trọng theo lời mời của đối tác. Trưa nay hứa hẹn một bữa ăn không mấy lạ. Đó là rau muống xào tỏi, trứng chiên giá, thịt kho tộ tại quán Cần Phong, nơi mà bác đã gắn bó hơn một thập kỷ. Cầu vượt Quang Trung đây mà, con đường ngập nắng vàng vẫn tấp nập dẫu trời đã khá trưa.